Hi, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào Bá Lộc. Và ngày hôm nay Lộc sẽ chia sẻ với mọi người một bí mật động trời. Đó là Đào Bá Lộc đã từng bị sẹo rỗ rất nặng. Và Lộc sẽ chia sẻ cho mọi người toàn bộ tất cả các tip trong nhật ký trị sẹo rỗ của mình. Và Lộc cam đoan là sẽ không bao giờ có ai chia sẻ cho các bạn. Bắt đầu thôi. Và sau đây là hình ảnh những vết sẹo mà Đào Bá Lộc chưa từng công bố. Trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương thì Đào Bá Lộc đã rút ra được thuốc trị sẹo rỗ, sẹo lõm tốt nhất trái đất này chính là Tretinoin. Nghe lạ quá ha, nghe không lọt lỗ tai một chút nào hết đúng không? Thật ra là lần đầu tiên mà bác sĩ của Lộc mà kê toa cho Lộc trị sẹo rỗ của Lộc bằng Tretinoin là cũng what the. Nhưng mà đó là sự thật đó các bạn. Tip blog sau đây mang tính cá nhân, tham khảo, bạn có thể làm hoặc không làm. Đề nghị không có những câu hỏi tối nghĩa và bình bông nãi chuối, ok? Đây là tip Tretinoin mà Lộc đang sử dụng. Tretinoin là một dẫn sốt của vitamin A và cũng là anh em họ hàng với Retinol. Nhưng mà khác với Retinol một xíu là Tretinoin có công dụng mạnh gấp 20 lần. Đó là lý do mà Tretinoin thì sẽ không có xuất hiện ở trong mỹ phẩm mà chúng ta thường gặp, mà chúng ta chỉ có thể mua được khi có kê đơn của bác sĩ mà thôi. Nhưng mà Việt Nam mình mua dễ lắm mấy má, ra ngoài hỏi cái là có liền. Có lẽ là tôi có nghĩa là một cái tin vui dành cho mấy má bị sẹo rỗ, đó là chúng ta ở Việt Nam sẽ may mắn hơn ở nước ngoài. Nếu chúng ta ở nước ngoài, chúng ta sẽ tốn tiền hơn rất là nhiều để có thể mua được Tretinoin. Công dụng của Tretinoin đó sẽ giúp tăng cái quá trình tái sinh tế bào ở trên bề mặt của mình, nó sẽ lột bỏ và loại bỏ những cái tế bào bị lỗi, bị hư, và ở bên dưới thì có tế bào mới đẩy từ dưới lên. Y như là tập kinh con mày. Đó là lý do mà rất là phù hợp để tái tạo tế bào mới cho sẹo rỗ. Bởi vì khi chúng ta bị lõm một miếng thịt như vậy nè, thì collagen và tế bào của chúng ta nó đang bị khuyết, nên là không có một cái chất nào hay hơn để trị sẹo rỗ bằng Tretinoin. Nhưng mà bởi vì nó có rất nhiều tác dụng phụ và không phải muốn dùng là dùng, cho nên lý do đó mà người ta đã che giấu cái công dụng trị sẹo của nó khỏi mắt chị em chúng mình. Mà may quá là cách đây 4 năm thì bác sĩ của Lộc đã mạnh tay kê cho Lộc Tretinoin, và đó là một cái bí mật của riêng Lộc cho tới ngày hôm nay Lộc chia sẻ với mọi người đó. Nói là bí mật của Lộc thôi, nhưng mà Lộc chia sẻ cho hết tất cả các bạn bè của Lộc mà ai đã bị sẹo rỗ nặng thì nói là tác dụng phụ, nhưng mà thật ra da ai cũng đẹp lên và không có tác dụng phụ gì cả. Chỉ có một vài trường hợp hiểu biết nửa mùa, bán tính bán nghi nhưng mà lại không thèm đi kiểm tra một cách xác thực, cho nên là da tụi nó vẫn xấu. Mọi người có thể Google thêm về tác dụng trị sẹo của Tretinoin. Tiếp Tretinoin đầu tiên mà Lộc biết và Lộc thấy hiệu quả nhất đó là Locasit. Nhưng mà nếu mọi người có quyết định tìm thì rất tiếc là em ấy đã hết hàng và không còn ở trên thị trường Việt Nam nữa. Lộc sẽ để hình em ấy ở đây nhé. Bạn nào mà có tìm được Locasit thì hãy nhớ là cẩn thận hàng giả nha. Và nếu ai đó mà có người quen ở Pháp và sau đó là kiểm tra coi ở Pháp nó có phải hàng tồn kho hay không, nếu mà mua được thì mua dùm Lộc một vài tiếp với. Lộc đã từng sử dụng qua Retin A và đây cái tiếp mà Lộc đang sử dụng bữa giờ cũng được nửa năm rồi, đó là Retaxylin. Lộc không đọc được nhưng mà Lộc sẽ để hình em ấy ở đây. Mặc dù nghe thì rất là chướng lỗ tai nhưng mà theo như Lộc đã giải thích cái công dụng của nó rồi đó, Tretinoin được dùng chủ yếu là để trị mụn. 5-3 năm sau thì lại nói là dùng để chống lão hóa, ngay cả Tretinoin cũng thế. Hồi xưa Lộc đã từng thấy có một người da rất là đẹp và họ thoa cái Locasit Tretinoin đầy mặt, thì ngay cái lúc đó cái não của Lộc nó tiếp thu thông tin là trời, thuốc trị mụn mà thoa đầy mặt rồi lột ra tà giáo, sai trái. Đó là cái hiểu biết nửa mùa của Lộc ngay tại giai đoạn đó. Cho nên là Lộc khuyên là các bạn nên search Google thật là kỹ và đi gặp bác sĩ của mình và có những cái trải nghiệm cá nhân của mình một cách thật là chính xác. Đừng có bị hiểu biết nửa mùa sau đó chém gió, bởi vì thi thoảng á, lý thuyết là một đằng nhưng mà thực tiễn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cứ lấy cái da của Lộc làm dẫn chứng nè, tẩy trang ra đi rồi nói chuyện. Hầu như ai cũng biết Tretinoin và Tretinoin, nhưng mà không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng cách. Chắc chắn là phải làm theo và không được làm sai bước nào, bởi vì đây cũng đã từng là những sai lầm của Lộc. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Theo như bác sĩ Lộc nói, nếu mà chúng ta để da ẩm quá hoặc là thoa em ấy cùng lúc với quá nhiều thứ thì cũng làm cho nó mất tác dụng. Thì đây là cách mà bác sĩ dặn: để da khô ráo vừa đủ, sau đó chúng ta thoa một cái lượng nhỏ dưới vùng mắt của Lộc á, thì bác nói là 2 hộp đậu xanh.
Cho nên nếu mà bạn nào mà thoa hết mặt thì Lộc nghĩ là sẽ là 6 hộp đậu xanh. Thoa một lượng vừa đủ, thoa như có như không, như không như có. Thoa xong chúng ta để yên nha. Không thoa bất cứ một thứ gì khác trong vòng từ 15 đến 20 phút. Thì nếu mà chúng ta chỉ cần trị sẹo thì chúng ta có thể dừng lại ở đây là đủ rồi. Hoặc là nếu da quá khô thì thêm một loại dưỡng ẩm bình thường. Nhưng mà theo như cái routine trị sẹo rỗ cá nhân của Lộc thì da sẹo rỗ còn cần một thứ rất là quan trọng, đó là vitamin C. Sau khi chúng ta thoa Tretinoin tầm 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu thoa một cái serum C bất kỳ mà các bạn thấy hợp với da của mình. Lưu ý là trong khoảng thời gian mà chúng ta thoa cái Tretinoin thì trong vòng 15 đến 20 phút ấy tuyệt đối không được nhìn điện thoại, không được xem laptop, bởi vì ánh sáng xanh và các cái tia từ điện thoại nó sẽ rất hại cho làn da, đặc biệt là khi chúng ta đã có thoa một cái lớp Tretinoin. Tiếp theo đây là bảng xếp hạng những cái serum vitamin C mà nó đã giúp Lộc hỗ trợ trị sẹo rỗ, Lộc cảm thấy rất là hiệu quả. Thứ nhất đó là Timeless, bởi vì em ấy vừa hiệu quả mà quan trọng nhất là rẻ. Thứ hai đó là Kiehl, bởi vì em ấy cũng rất là hiệu quả nhưng mà Lộc xếp em ấy thứ hai bởi vì nó hơi đắt. Và thứ ba đó là serum C của AX. Và cuối cùng là serum C rất là hiệu quả của AHC, nhưng mà Lộc xếp em ấy cuối cùng bởi vì em ấy hơi đắt. Dĩ nhiên thì với điều kiện của Lộc hiện tại thì Lộc cũng có tiền, nên đối với Lộc tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng mà Lộc muốn cho các bạn những cái sự lựa chọn mà dễ, như chúng ta là học sinh hay gì đó, chúng ta cũng có khả năng phục hồi cái làn da của mình. Còn một cái serum nữa mà Lộc rất là thích, mà Lộc cũng nghĩ là cũng hơi khó mua, và nếu có tiền mua thì hãy cẩn thận hàng giả, bởi vì Lộc cũng không biết mua ở đâu chính xác cả. Đó là Timeless Matrixin 3000. Thì hồi đó khi Lộc kết hợp Tretinoin nè, serum Timeless Matrixin nè, rồi serum Timeless Vitamin C, thì là nó cho Lộc có con làn da mà sẹo rỗ của Lộc nó cứ đầy lên, mà Lộc có cuộc đời của mình được cứu rồi mấy má ơi. Đối với việc trị sẹo rỗ, thoa không đủ mà còn phải ăn, chắc chắn là phải bổ sung chất thêm vào cơ thể. Nếu mà các bạn có những câu hỏi lười biếng nhìn cho Lộc đó, nếu mà em không ăn em chỉ thoa được không, thì câu trả lời của Lộc là hoàn toàn vĩnh viễn không hết. Nếu mà cơ thể chúng ta ổn định thì ngay từ ban đầu chúng ta đã không có bị sẹo rỗ rồi. Và đừng có đặt một cái gánh nặng lên một cái tuyếp thuốc nhỏ mà thoa lên rồi giải quyết hết tất cả các vấn đề của cơ thể. Chúng ta phải quan tâm chăm sóc cơ thể của mình hơn, trong uống ngoài thoa. Và sau đây là các chất mà những ai mà có cơ địa bị sẹo rỗ, đang điều trị sẹo rỗ, bắt buộc phải bổ sung cho cơ thể của mình. Thứ nhất đó là đạm, protein. Thứ hai đó là vitamin C. Và cuối cùng đó là kẽm. Thực ra thì ai hay bị sẹo lõm hoặc là có những cái phẫu thuật mà lõm vô thì đều biết là mình đi bệnh viện, bác sĩ luôn khuyên mình là về nhà mình lõm thì mình phải ăn cái gì cho nó lồi thịt lên, ăn thịt cá trứng sữa, đạm vô cho nó thật sự là nhiều. Nhưng mà theo như Lộc được biết á, thì cái đạm nó nạp vào cơ thể mình, ăn nhiều thịt cá thì không phải lúc nào nó cũng là một cái phương pháp tốt, ngay trong lúc mà mình đang điều trị sẹo rỗ. Đó là lý do mà da của Lộc rất là khác khi Lộc bắt đầu sử dụng thực phẩm chức năng, và Lộc đã bổ sung cho mình protein, đạm, thực vật. Cái này các bạn ăn chay cũng có thể xài được luôn. Lộc sẽ để hình em ấy ở đây. Tăng tăng. Hiện tại thì trong năm nay Lộc đã không còn cần phải sử dụng em ấy nữa. Em này là đạm từ các loại đậu và đậu nành của hãng Nutrilife hả? Lúc mà Lộc quay video thì Lộc chưa có search ra đúng tên của em ấy, nên có thể là Lộc sẽ đọc sai. Nhưng mà nếu như ai đó có biết một cái loại protein đạm nào đó mà thực vật nữa thì hãy recommend cho Lộc và các bạn khác cần biết ở bên dưới nha. Một ngày Lộc uống 6 muỗng protein, bởi vì đạm khi mà vào cơ thể thì nó sẽ vô cái phần bên trong cơ thể mình trước, tới khi nào nó dư nó dôi ra ngoài nó mới vào da. Protein này nó sẽ dễ chịu hơn nếu mà chúng ta xây sinh tố với trái cây và sữa hạnh nhân, chứ đừng hồi đó Lộc uống á là Lộc uống cái kiểu mà đúng như uống thuốc luôn, Lộc đổ nước sôi vào má uống, không hề dễ uống một chút nào mấy má ơi. Thứ hai đó là C và kẽm. Thì bình thường thì chúng ta không nên uống, nhưng mà Lộc nghĩ là với ai mà đang điều trị sẹo, ở ngoài nhà thuốc á nó có những cái viên mà Lộc không nhớ tên, Lộc sẽ để hình ở đây nha. Cruisin, Rosel, cái gì đó, nhưng mà một viên nó có tổng hợp cho mình vừa C vừa kẽm luôn. Và cái chuyện mà uống C với kẽm là cái chuyện mà nếu như mà ai biết về dược thì cái điều này sẽ hoàn toàn bình thường. Một ngày cơ thể mình có thể nạp 1000mg, thì có thể uống từ 1 viên đến 2 viên chỉ duy nhất trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trong giai đoạn mà chúng ta đang điều trị sẹo. Tất cả những cái vết đứt hay là mình phẫu thuật các kiểu các thứ, mình cần cái thịt của mình nhanh lành, răng lợi, làm răng, thì bác sĩ đều luôn kê cho mình C và kẽm.
Bây giờ thì đến phương pháp trị sẹo rỗ nha. Lộc đã thử qua hai phương pháp, thật ra là có rất là nhiều phương, không nhiều đâu, một vài phương pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sẹo sâu quá thì cắt đáy sẹo nè. Lộc á thì bị cái sẹo ở ngay đây mà như Lộc đã chia sẻ đó, thì Lộc đã từng thử cái phương pháp đó là lăn kim, và phương pháp thứ hai là laser fractional. Và đối với lăn kim, ưu điểm của phương pháp lăn kim đó là đau thấy mẹ, và khuyết điểm của phương pháp lăn kim đó là đau thấy mẹ. Hiệu quả thì Lộc nghĩ là lăn kim á là từ 30-35% thôi. Lộc đã trải qua 5 lần lăn kim và cái vùng mắt này là không thể nào gồng được. Lăn kim á, mà lăn trị sẹo cho mắt là phải lăn mình nó tứa máu ra luôn á. Lăn mà về hai con mắt nó bầm lên như nè, mở mắt không lên luôn á. Mà trải qua 6 lần, hiệu quả thì Lộc thấy tương đối thôi, không cao. Bởi vì theo cơ chế á, lăn kim á là một cái vết thương cũ thì người ta đâm cái kim xuống với cái tầng hạ bì phọt cho nó mới, là tức nghĩa là vết thương nó cũ cái mình dập ra cho nó mới lại để cho kích thích cái sự lành của nó. Trong thời gian đó thì mình thêm các cái chất khác vô thì nó cũng có lành. Nhưng mà cái cơ chế này thì theo như Lộc được biết, các bác sĩ nói với Lộc thì hiệu quả của nó đó, nó chỉ duy trì trong vòng 3 ngày tiếp theo thôi, như hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Đối với phương pháp laser fractional thì dĩ nhiên là cả hai cái thế nào cũng đau cả, nhưng mà nó sẽ ít đau hơn lăn kim. Lăn kim thì bầm hết một con mắt, nhưng mà còn fractional thì nó sẽ đóng mài ghẻ, thì 5-6 ngày thì cái mài nó sẽ bong ra. Lộc biết là cái điều này sẽ khó với những ai đang đi làm, nhưng mà Lộc nghĩ mình bị sẹo thì mình phải chịu thôi. Fractional thì nó hiệu quả hơn. Lộc thấy là cái hiệu quả mà nó đầy cái sẹo á, Lộc bắn là cảm thấy rất là kinh ngạc luôn. Nó đầy cái sẹo khoảng chừng 50-60%, và theo như cái bác sĩ chia sẻ với Lộc, khi nó bắn vào tế bào thì bác nói là cái hiệu quả cái tế bào nó vẫn tiếp tục lành cho tới 1 tháng sau đó. Cho nên á, lăn kim thì hình như là 2 tuần là Lộc phải đi lăn lại một lần, nhưng mà laser á, thì 1-2 tháng là mới phải đi bắn lại một lần. Và nếu như là Lộc thì Lộc prefer phương pháp laser fractional hơn. Và cuối cùng á, tới phần routine bắt buộc đối với da bị sẹo, đó là chúng ta phải tập thể dục. Bởi vì á, cơ thể của mình á, khi mình thoa tretinoin nè, mình nạp đạm vitamin C rồi vô, thì giống như mình nạp nguyên liệu vô thôi, cái cơ thể của mình là bộ máy thì nó phải hoạt động, nó mới sản sinh ra hồng cầu và các cái tế bào mới để làm nó làm đầy những cái vết sẹo của mình. Tiếp theo đó là không xem điện thoại. Điện thoại là kẻ thù lớn nhất của làn da, và đặc biệt đối với da sẹo luôn. Mình làm văn phòng thì chắc chắn là không thể nào tránh khỏi rồi, vì vậy hãy thoa kem chống nắng. Nhưng mà cái ánh sáng xanh và các cái tia từ màn hình của điện thoại, từ màn hình của laptop và tivi, khi nó chiếu vào mặt nó sẽ triệt tiêu hồng cầu, dẫn tới là nếu như mà chúng ta thoa cái này thoa cái kia, uống cái nọ mà cả ngày chúng ta dán mắt vào điện thoại á, thì cái lượng hồng cầu nó sẽ không có đủ để lấp đầy những cái vết sẹo rỗ của mình. Mà tin Lộc đây, cái điều này là chắc chắn luôn á. Chúng ta coi và giải trí vào những cái khung giờ nhất định và hạn chế. Thứ hai á, là bắt buộc phải ngủ sớm, bởi vì ai cũng biết là ngủ sớm buổi tối là thời điểm để cơ thể của mình tái tạo lại rất là nhiều thứ, não nè, tim gan phèo phổi, bộ đồ lòng phá láo ở trong ruột của mình, và sau đó là collagen. Nếu mà 1 giờ đến 2 giờ mà chúng ta mới bắt đầu ngủ, dù cho chúng ta có ngủ tới 11, 12 giờ, 2 giờ trưa mai, thì cái đồng hồ sinh học nó cũng đã qua lúc để cơ thể của chúng ta tái tạo lại collagen rồi. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó là tuyệt đối không được soi gương nha mấy má. Dân gian mình nói đó là soi gương nhiều quở nó nhiều sao nó lành, nhưng mà về khoa học á là ngày nào cũng coi sao mà thấy nó lành được như thế nào mấy má. Lộc chỉ coi cái lúc mà mới vừa đi laser về đúng ngày hôm đó, những ngày sau đó cho tới khi có cái việc á, bắt buộc mình phải trang điểm thì Lộc mới phải soi gương. Còn trong những ngày đó, dù có đánh răng hay là skin care buổi tối, Lộc cũng ráng là nhìn xa để mình không thấy, thì tới khi mà mình thấy mình mới biết là nó hiệu quả như thế nào. Còn mình coi hoài cái người mình á, nó rầu rĩ rồi nó có những cái năng lượng không được tích cực, rồi lúc đó cơ thể của mình hoạt động không tốt, lúc đó nó mới không lành. Cho nên là tuyệt đối không soi gương quá nhiều. Giống như cái việc giảm cân thì đừng có để ý đến cái cân và đừng có cân. Và Lộc còn đọc chú đại bi cho vết sẹo nữa. Mỗi tối Lộc thoa thuốc, massage như một cái routine thì mỗi bên Lộc đọc một biến chú đại bi cho em ấy. Thật ra thì cái này là cái suy nghĩ cá nhân của Lộc thôi. Nhưng mà mọi người nhớ là phải đi chùa tích đức nữa. Tại vì nếu mình mong muốn một cái điều gì đó thần kỳ xảy ra với mình thì mình phải tu tâm dưỡng tính lại và chia sẻ cái điều này với mọi người. Đó là lý do Lộc chưa kể điều này với ai. Nhưng mà hễ thấy ai đó bị sẹo rỗ, bạn bè mình là Lộc chia sẻ liền, chia sẻ rất là chi tiết. Mặc dù thi thoảng người ta còn
méo nghe lặp nữa. Và hậu quả là những cái đứa đó da nó vẫn ok, không được khẩu nghiệp, xin lỗi, không mình lặp. Nhưng mà những ai nghe lặp thì da đều đẹp hết trơn á. Nên là mọi người thấy á, lúc nào mà lặp mới đi bắn laser về hay lặp mới làm cái gì đó, cái lặp hiền lắm, ai nói gì mình cũng thi thoảng trong cuộc đời mình cũng muốn chửi người này chửi người kia chứ mấy má, cũng muốn hả viết comment rồi đá xéo này kia. Nhưng mà lặp không làm vậy, bởi vì tướng do tâm sinh đó mọi người, cả mặt khoa học lẫn dân gian luôn. Mà đến sau cùng á, dù có sẹo đi nữa thì nó cũng là một phần cơ thể của mình. Đừng chối bỏ nó, đừng căm ghét nó, mà hãy yêu thương nó nhiều hơn. Mặc dù cái sẹo của Lộc á, là do Lộc nghe người ta xú dại Lộc đi bắn mụn thịt, và đó là một cái tai nạn làm đẹp. Đó cũng là cái lý do mà Lộc có một cái nỗi ám ảnh là không bao giờ nhận lời review cho bất kỳ một trung tâm thẩm mỹ nào cả. Không có nghĩa là họ không tốt, nhưng mà Lộc không có thời gian để kiểm chứng cái điều đó. Hồi xưa thì Lộc có những cái mụn thịt nó tương đối thôi, dĩ nhiên là nó cũng không có đẹp, nhưng đúng ra mình đã có thể sống với nó rồi. Nhưng mà bởi vì Lộc nghe, Lộc tới giờ vẫn còn ghét mấy đứa đó luôn á mọi người. Tụi nó cũng không tới nỗi là quá đẹp đâu, nhưng mà cứ trời ơi mấy cái này đi bắn đi em, ghê quá. Một vài người trong nghề nha, Lộc xin phép được giữ bí mật. Đó là lý do Lộc chưa bao giờ khuyên ai hoặc là nói ai mà bạn cần phải chỉnh cái này, bạn cần phải chỉnh cái kia. Đẹp á thật ra là một cái ý niệm thôi, quan trọng là mình cảm thấy khỏe mạnh nè. Một người khỏe mạnh và vui vẻ thì chắc chắn người đó sẽ xinh đẹp thôi. Nếu mà có sửa thì sửa cái nết lại. Nhiều đứa cái nết kỳ lắm, Lộc mà thi thoảng nết Lộc còn kỳ nữa mà, thật bực lắm. Riêng về bác sĩ thì Lộc sẽ không có giới thiệu, bởi vì á, Lộc không biết á, là bác sĩ của Lộc có muốn được người khác đề cập trong clip hay không. Và có thể là các bạn sẽ tìm thấy một cái người bác sĩ nào đó nó phù hợp với các bạn hơn cả bác sĩ của Lộc hiện tại thì sao, đúng không? Lộc hy vọng là chúng ta, cái clip này nó sẽ là một cái động lực nhỏ để các bạn đi ra ngoài, nếu mình có vấn đề đó, mình chủ động tìm hiểu, học hỏi và tự là một người bác sĩ của riêng mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.